Ông Chousie cần thay đổi tuyển Việt Nam để chiến thắng. Bình luận viên Quang Huy hiến kế cho huấn luyện viên Philip Chousie. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi tin tức thể thao trên kênh của chúng tôi. Vừa rồi là nội dung chính, bây giờ là nội dung chi tiết. Tuyển Việt Nam thắng Philippines là nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành. Huấn luyện viên Philip Chousie cần phải thay đổi nếu không muốn vào thế khó. Kết thúc vòng đấu thứ ba v league Tuyển Việt Nam hội quân và chính thức bước vào cuộc đua tranh vé dự World Cup bằng cuộc đối đầu với chủ nhà Philippines. Với những gì từng cho thấy ở AFF Cup gần nhất, Philippines được coi như đội bóng lót đường ở bảng F gồm có Iraq, Việt Nam và Indonesia. Vì điều này, mục tiêu của tuyển Việt Nam cũng như huấn luyện viên Philip Chucie không gì khác là một chiến thắng hỏng tạo ra lợi thế giành quyền vào vòng sơ loại thứ ba World Cup 2026 khu vực châu Á. Mục tiêu này không dễ hoàn thành. Nếu tuyển Việt Nam chơi phập phù như 6 trận đấu gần nhất dưới thời huấn luyện viên Philippe Chusie, kể cả trong những chiến thắng trước các đối thủ được coi nhỉnh hơn Philippines về đẳng cấp như Syria, tuyển Việt Nam chưa ổn hẳn nhiên cũng có lý do, bởi suốt 6 trận đấu vừa qua đều được huấn luyện viên Philippe Chusie tận dụng thử nghiệm lối chơi con người. Thuyền trưởng gần như xây mới từ đầu cho tuyển Việt Nam về cách vận hành chiến thuật, tư duy chơi bóng dựa trên nhóm cầu thủ trẻ mới nổi trong thời gian tương đối ngắn nên bất ổn là bình thường không chỉ bất ổn, kết quả gặt hái được sau những thử nghiệm về cơ bản chưa nhiều như trông đợi từ người hâm mộ. Chỉ một vài gương mặt trẻ cho thấy sự tiến bộ trong hàng chục cái tên được ông Chusie sử dụng, tin dùng rõ ràng chưa khiến tất cả an tâm. Đương nhiên cũng hiểu muốn tạo ra những con người mới đủ sức chơi và gách vác trọng trách lấy vé dự World Cup 2026 cùng các đàn anh khó có thể đốt cháy giai đoạn, nhưng cần hiểu sự kiên nhẫn cũng chỉ giới hạn nên tuyển Việt Nam cần khác hơn, ít nhất ở trận gia quân tới đây. Ông Cruy cần thay đổi gì để đội nhà hoàn thành mục tiêu giành chọn 3 điểm trước Philippines? Câu trả lời không khó, nhưng phụ thuộc rất lớn vào quyết định từ chiến lược gia người Pháp. Đơn giản là vì, tuyển Việt Nam chỉ cần tung vào sân đội hình gồm những cựu binh giàu kinh nghiệm trận mạc như Quế Ngọc Hải, Hùng Dũng, Tuấn Anh hoặc Văn Quyết, vấn đề sẽ được giải quyết. Nhưng liệu rằng ông Cruy có chọn phương án an toàn hay không lại là chuyện khác khi thời gian qua liên tục trao rất nhiều cơ hội cho những cầu thủ trẻ trong khi nhóm cựu binh nhiều người còn chưa được thi đấu dù có tên ở những các đợt tập trung vừa qua. Sự kiên định của ông thầy người Pháp là đáng quý, trân trọng cũng như tương đối có ích cho bóng đá Việt Nam trong tương lai. Tuy nhiên, ở thì hiện tại nếu tuyển Việt Nam không có được kết quả tốt trong trận gia quân vòng loại World Cup 2026 rất khó cho huấn luyện viên Philippe Chusier. Vậy nên cũng đến lúc huấn luyện viên Philip Chusie tạm dừng thử nghiệm và giúp tuyển Việt Nam chiến thắng trước. Sau đó rồi tính hay mơ mộng cũng chẳng muộn gì. Bình luận viên Quang Huy hiến kế cho huấn luyện viên Philip Chusie. Bình luận viên Quang Huy cho rằng tuyển Việt Nam đã hết thời gian thử nghiệm và giờ là lúc cần khẳng định được sức mạnh khi đấu Philippines và Iraq trong tháng 11. Nói về danh sách tuyển Việt Nam chuẩn bị cho hai trận gặp Philippines ngày 16 tháng 11 và Iraq ngày 21 tháng 11 tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á, bình luận viên Quang Huy cho biết danh sách có những cầu thủ kinh nghiệm và cả trẻ tuổi. Một số cầu thủ thậm chí mới ở lứa U20 nhưng vẫn được huấn luyện viên Philip Chusier tin tưởng. Có một vài cái tên quen thuộc chẳng hạn như Hồ Tấn Tài không được triệu tập là quan điểm của huấn luyện viên trưởng. Hai bên cánh tuyển Việt Nam ông Chusier hiện đang có nhiều sự lựa chọn. Hay như trường hợp của Công Phượng cũng có nhiều người thắc mắc đợt tập trung tháng 9, công phượng được triệu tập đá giao hữu với tuyển palestine tuy nhiên ngay sau trận đấu huấn luyện viên philippe chousier cho rằng cầu thủ này phải cố gắng nhiều nhìn chung đợt tập trung nào cũng có những tranh cãi tuy nhiên các cầu thủ nếu không được gọi vẫn còn nhiều cơ hội ở đợt tập trung tiếp theo đánh giá về cơ hội của các cầu thủ trẻ ở tuyển việt nam bình luận viên quang huy cho biết huấn luyện viên chousier gọi khuất văn khang hoàng văn toàn nguyễn thái sơn giáp tuấn dương Võ Minh Trọng, Phan Tuấn Tài, Lương Duy Cương, Hồ Văn Cường, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Đình Bắc đều là những cầu thủ thể hiện sự tiến bộ thời gian qua. Trong số này, có những cầu thủ khẳng định được chuyên môn từ SEA Games 32, có người thì gần đây. Huấn luyện viên Philip Chusie có lý do khi đưa ra quyết định. Tuy nhiên, không phải cứ lên tuyển Việt Nam là giành xuất đá chính. Danh sách vừa công bố có gần 10 cầu thủ bị loại trước khi tuyển Việt Nam sang Philippines trong đợt tập trung lần này, Quang Hải và Văn Hậu không có tên vì gặp vấn đề chấn thương. Theo bình luận viên Quang Huy, việc vắng hai cầu thủ này không ảnh hưởng nhiều tới lối chơi của tuyển Việt Nam. Quang Hải dù thể hiện sự cố gắng nhưng chưa lấy lại được phong độ. Đánh giá về hai trận sắp tới của tuyển Việt Nam, bình luận viên Quang Huy nhấn mạnh những đợt tập trung trước ông Chusie có nhiều thử nghiệm, nhưng lần này là đá thật. Các cầu thủ ngấm dần triết lý mới và chơi ngày một tốt hơn. Dĩ nhiên tuyển Việt Nam phải chứng tỏ được ở hai trận đầu tiên của vòng loại thứ hai World Cup 2026.